Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 tại các địa phương có chiều hướng gia tăng trở lại và đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tỉnh Hưng Yên đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là trước diễn biến của COVID-19. Ngay sau khi được phân bổ 400 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đợt thứ 44 vào ngày 27 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Phù Cử lập tức triển khai cấp phát và yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát đối tượng chưa tiêm chủng, huy động nhân lực, trang thiết bị tiêm phòng dịch COVID-19 cho người dân. Sáng nay, ngày 28 tháng 4, mặc dù là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, 14 trên 14 xã thị trấn của huyện Phù Cử vẫn rốt ráo triển khai tiêm vaccine cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Đến 11 giờ trưa nay, ngày 28 tháng 4, toàn bộ 400 liều vaccine AstraZeneca được tiêm hết. Tôi chỉ có cái bệnh nền tiền đình, huyết cao, rồi tim. Thế cho nên được tiêm thì tôi lại đi tiêm không sợ Covid nữa. Trên địa bàn của thị trấn chúng tôi thì rà soát đến từng hội viên, xem hội viên nào còn thiếu các cái mũi tiêm, đặc biệt là những trường hợp mà mới tiêm được một mũi hoặc là hai mũi, đều được giao cho trưởng các ban ngành đoàn thể. Ngoài việc thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Phù Cử chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị phương án phân luồng, thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Khám sàng lọc, phân luồng tất cả những cái bệnh nhân nghi ngờ COVID-19 để thực hiện điều trị. Và trung tâm cũng chuẩn bị tất cả những cái trang thiết bị y tế, để thuốc, vật tư y tế để trong đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 43 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 và đang triển khai tiêm vaccine đợt 44 cho các đối tượng là người trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ có thai, chưa tiêm đủ liều nhắc lại. Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã vượt 1.000 ca. Những ngày gần đây, mỗi ngày có xấp xỉ 100 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện. Trong bối cảnh người dân chuẩn bị nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, giao lưu tăng cao, thời tiết nóng ẩm thất thường tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng. Hiện tại thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang đánh giá dịch bệnh COVID-19 là cái tình trạng khẩn cấp đối với cộng đồng, thì chúng ta vẫn cần phải theo dõi thật là sát sao, chặt chẽ, thực hiện nghiêm tất cả những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng khuyến cáo của ngành y tế. Có triệu chứng bất thường về sức khỏe, đặc biệt là nó gợi ý đến COVID-19 như là sốt, ho, khó thở, hoặc là tiêu chảy, hoặc là mất khứu giác, vị giác, thì cần phải đến các cơ sở y tế gần nhất để người ta khám và điều trị hoặc là tư vấn kịp thời, không để cái tình trạng mà bệnh bị chuyển nặng hoặc là tử vong do COVID-19. Các chuyên gia y tế khuyến cáo sau kỳ nghỉ lễ, người dân trở lại làm việc, công tác phòng chống dịch COVID-19 cần được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó, nhiều nhà trường chuẩn bị cho học sinh bước vào kỳ thi hết học kỳ 2. Do đó, ngành giáo dục và đào tạo cần chú trọng đảm bảo sự an toàn phòng chống dịch trong nhà trường. Các địa phương quản lý tốt các ca mắc trong cộng đồng, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch để giảm áp lực cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, người có bệnh nền khi mắc COVID-19.